Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Đồ Khuyến Mại Do Tốt xin giới thiệu cho các bạn một cái bộ sách tô màu học tiếng Anh cho bé. Đây là quà tặng của sữa tắm Lifebuoy. Đây mình sẽ một bộ gồm là một hộp bút sáp màu 24 màu nè. Đây. Và một cái sách tô màu học tiếng Anh cho bé. Đó, bây giờ mình sẽ coi từng lượt từng cái nha. Hộp bút sáp màu đây. Gồm 24 màu. Bộ sản xuất tại Việt Nam ha, nên rất là an toàn cho bé nha. Có rất là nhiều màu nha các bạn. Mình nhìn thấy là riêng màu xanh thôi á thì rất là 4 bậc rồi nè. Rất là nhiều màu luôn cho các bé lựa chọn ha. Đây, sách tô màu đây là có thể học tiếng Anh nè, học tiếng Việt luôn nha các bạn ha. Đó, sách tô màu con vi trùng nè, trận đấu nè, bệnh đau mắt đỏ nè, con mắt nè, anh hùng nè, bàn tay bẩn nè, bong bóng nè. Đó, ngoài việc chơi có thể tô màu nè, học tiếng Anh nè từ cuốn sách này, thì cuốn sách có thể mang lại cho bé là ý thức tự giác rửa tay, rửa chân, tắm rửa sạch sẽ để cho các anh virus không thể tấn công bé được. Đó là ý nghĩa của bộ sách này. Hy vọng là bé nhà mình sẽ nhận thức được việc tắm rửa, giữ gìn vệ sinh là cần thiết. Cảm ơn bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại.